Rồi bây giờ cô sẽ sửa video của bạn Quốc ha. Các bạn khác mình cũng phải chú ý, mình theo dõi để mình không gặp lại những cái lỗi này trong cái video của mình ha. Rồi, như cô đã nói ngay từ đầu thì bạn Quốc là một trong những bạn rất là quyết liệt trong cái lớp của mình ha. Bạn hoàn thành nhiệm vụ, luôn luôn là người hoàn thành nhiệm vụ rất là nhanh ha. Rồi bây giờ các bạn xem cho cô cái câu đầu tiên của bạn Quốc, bạn Quốc nói ha. Cái câu gốc của bạn Quốc là bạn Quốc có nói là gì? After learn the topic gì đó ha, câu này mà chuẩn không cần chỉnh luôn, chúng ta sẽ là after learning the topic introduction, hoặc là after learning how to introduce myself, sau khi mà học cách giới thiệu bản thân á, được chưa, hoặc là sau khi học xong cái topic về gì, về giới thiệu, hiểu chưa. Rồi thì cái câu tiếp theo của bạn ấy, bạn nói cái câu gốc là I feel interesting đó. Như vậy câu này cô sẽ chỉnh lại thành là I feel interested, happy and cheerful. Ở đây chúng ta không dùng từ interesting, bởi vì interesting nó dùng để biểu thị một cái đặc điểm tính chất nào đó của một cái vật ha. Ví dụ như là the book is interesting. Còn khi mà nói về con người, cảm xúc cảm giác của con người á, cảm thấy như thế nào á, cảm thấy quan tâm, cảm thấy thú vị như thế nào á, thì chúng ta sử dụng cái tính từ interesting, đi chưa? Rồi, từ happy và từ cheerful. Từ cheerful cô sẽ thay cho từ funny trong câu gốc của bạn ạ. Câu gốc bạn nói là bạn cảm thấy funny, nhưng mà từ funny này á dùng để mô tả cái gì? Cái một cái đặc điểm, một cái tính chất của một cái vật việc gì đó. Cô lấy ví dụ như là câu chuyện nó rất là vui, rất là mồm cười, thì đó sẽ là the story is funny. Đúng không? The story is funny. Còn không thì bạn mà bạn cảm thấy vui thì bạn sẽ sử dụng từ gì? Từ cheerful, ok? Hoặc là từ glad, được chưa? Từ cheerful hoặc là từ glad nhá. Rồi, đây cô có cho bạn là từ cheerful, hoặc là bạn có thể sử dụng từ glad, vui mừng phấn khởi ha. Rồi tiếp tục cái câu tiếp theo của bạn nè. Câu tiếp theo của bạn bạn sử dụng thì tương lai đơn. Bạn nói là chiều nay là bạn sẽ, sáng nay là bạn học lớp đúng không? Nhưng mà chiều nay là bạn sẽ trở về nhà đúng không? À, thì cái này ấy, mình nên sử dụng thì tương lai gần ha. Bởi vì nó có kế hoạch dự định sẵn rồi ha. Rồi, I am going to, chúng ta sẽ nói tắt là I'm gonna come back my hometown. Được chưa? Rồi, tôi sẽ gì trở về quê. Rồi. Vì vậy tôi muốn gì tóm tắt lại cái bài học gì đó, cái đoạn sau từ summarize cô chưa nghe rõ bạn nói gì ha. So I want to summarize the lesson I have just learned this morning. Tôi muốn gì? Tôi muốn tóm gọn, tôi muốn tổng kết lại cái gì? Cái bài học mà sáng nay tôi vừa mới học ha. I have just learned this morning. Lưu ý cho cô là cái này là cái từ learn này mình nên sử dụng là chủ động luôn. Còn trong cái câu gốc của bạn là bạn làm bị động của thì hiện tại tiếp diễn hay sao? Bạn nói là I was being learned, đúng không? Câu này mình sử dụng cái động từ learn này chủ động luôn, học luôn nhé. I have just learned. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành vừa mới. Tôi vừa mới học sáng hôm nay, được chưa? Rồi. Ở đây câu tiếp theo nhé. First of all, nói âm luôn mà nói âm rất là tốt ha. First of all, I want to tell you something about my family. Ở đây bạn nói dùng từ say nó chưa có chuẩn lắm. Thì bạn có thể xem cho cô cái video cô mới vừa up trên group của mình ha. Phân biệt cho cô cách sử dụng say, tell, talk và speak. Được chưa? Rồi câu tiếp theo bạn nói my family is a happy family, đúng không? Thì nó trùng, nó lặp lại cái từ family hai lần thì nó cũng chưa có hay lắm, thì mình có thể sử dụng là my family is happy được rồi ha. Rồi my parents, nhớ cho cô khi mà em muốn đề cập tới cả bố mẹ em thì em phải nhả s ở cuối cùng nhá. My parents are farmers, nhả m s nhá, từ farmers và từ parents. Rồi, họ làm việc trên những cánh đồng thì chúng ta sử dụng là they work in the fields, in the fields. Rồi, my first sister, ý em nói là chị gái đầu tiên của em đúng không? Thì ở đây mình có cái chị lớn, chị cả của mình ấy, chúng ta gọi là my eldest sister. My eldest sister lives in Đà Nẵng City. Còn cái chị mà chị kế, chị lớn hơn mình đó, đó chính là my young, sorry, my elder. Đúng không? My elder. Elder rồi. Cái bài này á bạn sẽ học chi tiết về cách mà gọi tên những cái thành viên trong gia đình của mình một cách chính xác, và giống với người bản ngữ á, trong cái buổi học buổi số mấy nha.
cái buổi gần cuối cùng chúng ta trong step 1 mình sẽ học về cái chủ đề này. Cho nên tạm thời cứ để cho cô my eldest là chị cả, còn chị thứ của mình sẽ là my elder sister. Để chạm. Chứ còn trong trong tiếng Anh nó có gọi là chị 2, chị 3, chị 4, chị 5 gì đâu ha. Rồi, she teaches children. Đây, ở đây cái câu của bạn là bạn nói she teach children, đúng không? Rồi, ở đây bạn lưu ý cho cô sẽ tra cho bạn từ teach. Đây, nhìn cho cô. Teach. Đây, bạn nhìn cho cô. Đây, mình sẽ có cấu trúc là teach someone something. Được chưa? Rồi, nếu như câu này mà hay tuyệt vời luôn ấy, bạn có thể nói là teach children something. Ở đây có cái môn gì? Chị gái của bạn dạy trẻ con nít môn gì? Môn tiếng Anh hay là môn gì? Hả? Rồi, được chưa? She teaches children. Rồi. I wanna say with my family. Đây là câu gốc của bạn ha. Câu này cô sẽ sửa lại thành I wanna tell everybody that I love my family so much. Được chưa? Tôi muốn cho tất cả mọi người biết rằng là gì? Tôi muốn cho tất cả mọi người biết rằng là tôi yêu gia đình của tôi rất là nhiều. Được chưa? Còn từ say nó sẽ không đi với từ with. Và từ say ở đây dùng không hợp lý. Các bạn bạn xem lại cho cô cái video mà cô up lên á. Cái video mà người nước ngoài họ chỉnh cái lỗi cách sử dụng say tell rồi ha. Rồi, và có một lỗi phát âm vô cùng nghiêm trọng ở đây và hầu như là tất cả chúng ta đều mắc phải ở đây. Đó chính là từ graduate. Graduate là tốt nghiệp các bạn. Ý của bạn là bạn vừa mới tốt nghiệp vào tháng trước đúng không? Ra trường vào tháng trước, tốt nghiệp vào tháng trước. Thì đọc cái từ này chuẩn chính xác lại cho cô nhé. Còn nếu như em đọc như vậy thì người bản ngữ họ sẽ không bao giờ họ hiểu được cái từ em nói là gì luôn. Graduated. Graduated. Graduate. Thêm từ ed vào. Graduated. I graduated last month. Rồi, today ý của bạn nói là hiện nay bạn là một cái lập trình viên đúng không? Thì mình không nên sử dụng từ today. Today tức là ngày hôm nay nè. Tức là ngày hôm nay em là lập trình viên thì ngày mai em là cái gì? Đúng không? Mình nên sử dụng là now, hiện tại, ok? Hay là as present, được chưa? Now I'm a programmer at gì đó, được chưa? Rồi, cái câu là bạn nói my job is produce games. Nghe có vẻ nó hơi Vietnamese. Câu này á, mà chuẩn luôn. Người nước ngoài họ có thể nói khi mà họ làm cái công việc đó thì họ đảm nhận cái nhiệm vụ, họ chịu trách nhiệm là làm cái việc gì. Chúng ta có cụm từ be responsible for doing something. I'm responsible for producing games. Tôi chịu trách nhiệm là gì? Làm ra game, sản xuất ra game ha. Rồi, I like playing nha. I like playing. Trong câu gốc của bạn là I like play. Mặc dù bạn nói I like play người ta vẫn hiểu, nhưng mà chuẩn thì chúng ta sẽ là I like playing sports. Playing soccer and swimming. Playing sports là một cái cụm từ chỉ chung rồi. Mà cụ thể ở đây là gì? Playing soccer, swimming. I like traveling by motorbike. I think when we go to... Đấy chưa? Sử dụng nè. Go to somewhere. I think when we go to new places such as new provinces. New provinces. Tôi nghĩ là khi chúng ta đến nhiều nơi, như ví dụ như là nhiều cái tỉnh mới á. Rồi sau đó là có những cái từ mà bạn không có viết sub. Các bạn lưu ý là lần sau bạn viết sub lại cho cô nha. Tại vì nhiều từ bạn phát âm sai quá, cô không có thể nhận ra được cái từ đó là gì ha. Rồi, I think you're interested. Chỗ đây nhìn cho cô nhé. I think you'll feel. Ok, tôi nghĩ là bạn sẽ nhớ cho cô cảm giác của con người. Chúng ta sẽ dùng interested. I think you'll feel interested. Ok, in the people, the landscape. Nhớ cho cô từ này phát âm sai luôn nhé. Landscape. Tôi nghĩ là các bạn sẽ cảm thấy quan tâm về về con người nè, về phong cảnh ở nơi đó. Ở nơi đó có nhiều bạn rất là Việt Nam, dịch rất là Việt Nam, đó là in here. Như là một cái video cô vừa mới up lên trên group, trong đó bạn Thi và bạn Quốc đều mắc chung cái lỗi này. In here là sai, chúng ta sẽ chỉ nói là there. Ở đó ha, được chưa? There. Rồi. I wanna have many social relations. Được chưa? Các bạn có the social relation. Tôi muốn có nhiều mối quan hệ xã hội. Ok. I wanna improve my skills as soon as possible. Có kỳ nguyên một cái cụm từ rất là hay. Là sớm nhất có thể. Đó. Bạn muốn gì? Cải thiện cái gì? Những cái kỹ năng của bạn gì? Nhanh nhất có thể ha. I wanna improve my skills as soon as possible. Được chưa? Rồi, và cái video đầu tiên của bạn ấy lúc mà giới thiệu bản thân sau khi mà học cái buổi giới thiệu đầu tiên ấy, bạn cũng có một số câu trùng với câu trên. Đó. Nhưng mà các bạn để ý cho cô có một số câu không trùng nè.
I have a strong interest in something. Ví dụ bạn có một cái đam mê, có một cái niềm quan tâm, một cái sở thích về gì? Về IT, Information Technology. I have a strong interest in. Bây giờ chúng ta có cái cụm danh từ strong interest in hoặc là an interesting in. Được chưa? Có một cái sự quan tâm, một cái sở thích về cái gì đó ha. Rồi. This is a province. Bạn giới thiệu Bình Định đúng không? Bình Định là một cái tỉnh ở miền Trung ha. There is a province in the center of Vietnam. Okay? And I am generous. Đọc cho cô đúng luôn nhé. Generous. Bạn là người rất là rộng lượng, hào phóng và dễ tính. Easygoing. Được chưa? Còn những cái câu mà trùng ở video trên thì cô đã sửa cho các bạn quốc rồi ha. Rồi. Nói chung là bạn quốc, bạn có rất là nhiều ý để bạn diễn đạt. Bạn khác với nhiều bạn khác là khi mà làm một cái nhiệm vụ ấy là chỉ để hoàn thành nhiệm vụ không. Và bạn còn diễn đạt rất là nhiều ý. Đó. Cho nên có những cái câu mà cô sửa các bạn, tất cả các bạn khác chúng ta đều phải học hỏi ha. Video của bạn nói chung là cái độ dài nó vừa phải và nó diễn đạt được nhiều ý mà bạn muốn diễn đạt ha. Rồi rất là tốt ha. Rồi cố gắng phát huy nha.